Cảnh sát Maryland điều tra về một vụ đặt bom chai ở rạp phim Largo, tên từ Maryland. Cảnh sát ở Largo, Maryland nằm ngay ở bên ngoài Hoa Thịnh Đốn đã phải tiến hành di tản tại rạp chiếu phim Magic Johnson sau khi nhận được thông báo về một vụ nổ. Theo thông tin sơ bộ cho hay thì đã không có ai bị thương trong vụ việc nói trên. Theo các cảnh sát cho biết thì họ đã tìm thấy một thiết bị biến dạng do áp suất được xác định là một quả bom chai. Đây là vụ nổ bom chai thứ nhì xảy ra tại các rạp chiếu phim trong tháng này. Lần nổ bom trước đó đã xảy ra tại Tyson Corner, Virginia.